Sau hai phần nhá hàng về quá khứ của con quỷ Annabelle, thì bây giờ nó cũng đã lọt vào tay của Ed và Lorraine. Nếu bạn nào chưa biết thì đây là hai vợ chồng chuyên trừ tà, với Lorraine là nhà ngoại cảm. Cả hai đưa búp bê về căn phòng chứa đầy đồ quỷ ám. Vì một con bé tò mò, Annabelle đã được thả ra, đánh thức những ác quỷ khác, tổ chức tiệc Halloween cho con gái của Ed và Lorraine khi cả hai vắng nhà. Đấy là về tiểu sử nhân vật. Và bây giờ là recap phim. Sau khi điều tra vụ án của Annabelle, hai vợ chồng quyết định sẽ đưa con búp bê về nhà ngay trong đêm. Đến một ngã rẽ thì gặp một tai nạn xe, nên phải đi vòng một con đường hoang vắng không khác gì đường kia. Bất ngờ chiếc xe chết máy ngay ngoài cổng nghĩa trang. Lorraine vừa thấy bất ổn thì một linh hồn xuất hiện ngay trong xe, chính là nạn nhân của tai nạn ban nãy. Không chỉ có thế, một đống linh hồn khác lấp ló ngoài cổng nghĩa trang, sắp sửa về Tết Thanh Minh với con cháu. Chúng bất ngờ đẩy ngã Ed, khiến anh suýt bị xe tải cán qua. Lorraine nhận ra con Annabelle làm bố, sai khiến được cả bọn ma quỷ khác. Thế là vừa về đến nhà, Annabelle được đưa thẳng vào phòng chứa đồ quỷ ám, được cha xứ trừ tà, rồi nhốt vào một chiếc hộp ghi to đùng là không được mở ra. Có nghĩa là kiểu gì nó cũng bị mở ra, nhưng không phải lúc này. Một năm sau đấy, đây là Judy, con gái nhà Warren. Có một đôi bố mẹ nổi tiếng thì không dễ dàng gì với cô bé. Đầu tiên là ông bà Bo suốt ngày đi xa để con ở nhà với chị gái sinh viên trông trẻ Mary. Thứ hai là Judy giống mẹ, cũng có năng lực ngoại cảm. Ở trường thì bị cha xứ già ám lấy, khổ thì không được kể cho ai. Ba là bị bạn học bắt nạt, xa lánh. Vì ông bà Bo làm nghề trừ tà, chỉ có duy nhất chị trông trẻ Mary chơi cùng. Mary thì có người bạn tên là Daniela, vô cùng hứng thú với gia đình Warren. Lý do tại sao thì sau kể. Ngoài ra thì có anh bạn crush làm thu ngân, rất không tình cờ làm hàng xóm nhà Warren. Hôm nay là sinh nhật của Judy, nên Mary đến để cùng nhau làm bánh. Daniela biết tin cũng tự mò đến khám phá nhà Warren, dưới danh nghĩa là đi sinh nhật Judy và mang theo một đôi giày trượt làm quà. Cô bé phấn khích đòi Mary đưa ra ngoài thử giày để cho Daniela ở nhà trông bánh đang nướng dở. Lúc này âm mưu của Daniela mới lộ ra. Đây là đi thu gom áo của chùm cuối, đấy là chui vào được căn phòng chứa đồ bị ám. Nhưng tất nhiên là nó đã bị khóa chặt, mà mật khẩu thì cũng không phải là bài đồng dao gọi vừng. Daniela mới mò vào trong phòng làm việc của Ed, tìm được chùm chìa khóa, rồi hiên ngang bước vào phòng chứa đồ. Bên trong đầy đồ kỳ lạ, một bộ giáp samurai, một quyển sách với chó đen, một cái hộp đồ chơi được máy quay zoom lên đầy ẩn ý, một bộ váy cưới trong góc tối, một chiếc tivi thủng. Nhưng mục đích chính của Daniela không phải thế. Cô dựa tấm hình của cha lên một cái piano, rồi gọi này gọi kia mong ông Bo xuất hiện, nhưng không có gì cả. Rồi tự dưng con Annabelle đậu đầu vào cửa kính. Daniela mới mở cửa tủ ra, bế con búp bê với hy vọng được gọi nó là Daddy. Đúng lúc ấy bỗng nhiên có tiếng chuông, khiến Daniela vội vàng chạy lên trên, quên cả việc khóa cửa tủ Annabelle lại. Chuông báo là do chiếc bánh đã cháy khét. Đúng lúc ấy thì Mary cũng về, còn Judy thì vừa bị ngã nên ra ngồi chuồng ngắm gà cho đỡ buồn. Daniela mới ra hỏi thăm, nói một hồi thì lại đến chuyện ông bố mới mất. Trong lúc Mary đang gọi đặt bánh thì tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo tiếng gõ cửa sốt ruột. Cô nhìn ra mắt mèo thì chẳng thấy ai. Mở cửa thì thấy cô bé Annabelle tèo từ phần 1. Cô bé hỏi thăm con búp bê rồi vụt đi mất. Mary chả hiểu chuyện gì nhưng thôi kệ, đi ra chuồng gà nói chuyện với mọi người. Đúng lúc đấy Daniela nhìn thấy ông bố đứng trong nhà. Cô vội bước vào bên trong, muốn lấy chìa khóa vào phòng cấm, nhưng lúc đấy Mary đi theo nên đành thôi. Judy thì bắt đầu cảm nhận được cái gì đó không ổn. Cô bé đi theo âm thanh kẽo kẹt của cửa thì thấy con búp bê trong một căn phòng rồi lại biến mất, chỉ để lại mảnh giấy "Nhớ tao không?" Rồi tiếng lục đục vang lên, cây thánh giá trên tường lộn ngược lại, bộ đồ cô dâu lướt ngang qua cửa sổ, đi qua tấm gương rồi xuất hiện ở phòng đối diện. Nó cầm cái dao lao tới tấn công Judy. Thế là cô bé ôm đầu giơ thánh giá hét lên. Mary nghe thấy tiếng hét liền chạy tới, nhưng ma quỷ đã biến đi hết. Bị ma dọa cho sợ nên cả ba quyết định vào phòng làm việc, đọc trộm đống hồ sơ, từ vụ con mực ám người đến vụ người lái đò chuyên để đồng xu lên mắt người chết, thêm quả vòng tay gọi hồn, đúng cái mà Daniela đang cần. Rồi có cả bộ váy cưới nãy Judy gặp. Tối hôm đấy cả ba ngồi chơi board game, chính là cái hộp đồ chơi bị ám. Bất ngờ tiếng chuông cửa vang lên, chính là thằng cu crush đến gõ cửa, nhưng mà không được cho vào. Thế là ông anh lẻn vào vườn nhà đứng hát, xong bỗng dưng sương mù phủ xuống, một con chó đen lao ra đuổi anh này. Mary đi xuống nhà thì không thấy crush đâu, tiện đường tiễn Daniela về. Nhưng cô bạn nhận ra vẫn đang cầm chìa khóa nhà Warren, lén quay lại trả. Nhưng cánh cửa phòng cấm tự mở ra như đang mời gọi cô vào. Khát vọng được gặp lại bố khiến cô tìm chiếc vòng gọi hồn. Rồi mọi thứ trong phòng bắt đầu sao động, rồi hồn ông bố hiện ra, gào vào mặt Daniela, khiến cô muốn chạy ra ngoài phòng mà không được. Cập nhật tình hình thì cậu crush bị chó dí trốn trong chuồng gà. Mary đang dọn dẹp bếp, con ma nào đấy thì bận kéo cái cốc sữa dọc cái bàn, rồi làm đổ nó kiểu rất là làm màu. Mary vừa lúi húi dọn thì tiếng nhạc vang lên, cô lại phải đi tắt. Sau đấy một loạt âm thanh kỳ lạ vang lên. Mary liền đi kiểm tra Judy thì thấy con Annabelle đang nằm ngủ cùng. Mary thì chưa biết con này, cứ tưởng là Judy ôm búp bê ngủ cùng, thế nên cũng an tâm đi ra ngoài. Trong khi đấy Daniela vẫn mò mẫm bên trong phòng cấm. Chiếc TV bên trong chợt sáng lên, chiếu chính hình ảnh Daniela, nhưng mà là tương lai trước khoảng 10 giây, khiến cho cô càng hoảng loạn. Ở bên ngoài Mary cũng bất ổn, những cái xác có đồng xu trên mắt cứ hiện ra, mà chiếu sáng vào thì lại biến mất, đèn thì lại đúng lúc hết pin. Mary nhặt lên một đồng xu, rồi một cái đầu đột ngột hiện ra, làm Mary hoảng loạn chạy đi, nhưng lôi ngược trở lại.
May chiếc đèn pin hoạt động trở lại, chiếu vào khiến bọn mắt đồng xu biến mất hết. Judy vẫn bình yên ngủ với boss Annabelle, rồi bị giật chăn cái đùng làm tỉnh dậy. Chiếc chăn bỗng dừng trồi lên, là do con ma Annabelle. Judy hoảng loạn đẩy nó vào góc phòng. Bóng của con búp bê đứng dậy, lớn dần, rồi hóa thành quỷ. Judy chạy luôn ra khỏi phòng. Mary đưa ra quyết định hợp lý vờ lờ, đây là gọi cho Ed và Lauren cầu cứu. Nhưng kẻ nghe điện thoại là con Annabelle. Trong lúc đấy thì Daniela vẫn kẹt dưới hầm. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô định nghe, nhưng không hiểu sao Mary cùng Judy chạy xuống ngăn cản. Đống đồ vật trong phòng bỗng loạn hết lên. Chiếc máy đánh chữ gõ ra một loạt từ nhớ tao không. Judy lúc này mới nói cho mọi người về con Annabelle. Daniela tự thú hành động gọi hồn, gọi luôn hết đống quỷ trong phòng ra. Mary sợ quá lên cơn xuyễn, thế là Judy chạy ra kiếm thuốc. Daniela cũng đi theo, nhưng bị con ma áo cưới chặn lại, đâm cho một dao, nhưng chỉ là ảo giác. Con ma đè cô xuống khạc thẳng vào mồm. Trong khi đấy Judy ra ngoài xe lấy thuốc, bị con ma chó tấn công. May là anh Crush lao ra chặn con chó, giúp cô bé đưa thuốc cho Mary. Thế thì Daniela đâu? Đúng lúc tiếng cô bạn vang lên, nhưng Judy cản Mary đi theo tiếng gọi, vì bây giờ con quỷ đã chiếm được Daniela. Bây giờ chỉ còn cách bỏ con Annabelle lại vào trong tủ thì mới cứu được. Đúng lúc đấy thì hồn của ông cha xứ hiện ra, giống như đang chỉ đường cho Judy. Cô bé tin tưởng đi theo vào phòng làm việc của bố mẹ và tìm thấy con búp bê sau cánh cửa. Nhưng làm gì có chuyện dễ bắt nó như thế được. Cửa sập lại và phải tìm ra chìa khóa giấu trong hộp đồ chơi. Mary do dự thò tay vào trong thì Judy quyết đoán rút luôn chìa khóa ra, mở cánh cửa dẫn đến con búp bê. Bên trong là một chiếc đèn lồng lơ lửng. Mary cầm đèn đi vào trong, còn Judy quỳ xuống cầu nguyện. Căn phòng tàn xác với đồng xu trên mắt, một trong số đó đang ôm con Annabelle. Đèn trên tay Mary chợt tắt phụt đi. Cô run rẩy đưa tay ra con búp bê thì cái xác không chịu buông. Judy đang quỳ bên ngoài không biết chuyện gì thì con búp bê bị vứt ngay trước mặt. Cô bé ôm lấy nó quay đầu chạy, lại bị Daniela trong bộ váy cưới chặn lại. Mary lao ra cản cô bạn lại. Judy liền bật lại đoạn băng trừ tà khiến Daniela đơ ra. Cô bé định chạy ra khỏi phòng thì bị một bàn tay trong hộp đồ chơi nắm lấy chân. Judy giằng ra chạy thẳng đến phòng cấm. Lần này thì chính con quỷ trong Annabelle chặn cô lại, muốn hút linh hồn Judy. Cô bé với lấy cây thánh giá dí thẳng vào mặt con quỷ, rồi dưới sự trợ giúp của Mary và Daniela đã được trừ tà đưa con búp bê vào tủ kính và mọi chuyện đã chấm dứt. Sáng hôm sau, vợ chồng Warren về nhà, tất nhiên là không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Judy sau đấy được tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bù, nhưng lần này thì Daniela cùng với Mary đã gọi một đống bạn đến. Lauren gọi riêng Daniela vào phòng cấm, trả cho cô bé bức ảnh bố để quên. Lauren đã gặp bố cô này và được nhờ chuyển lời yêu thương đến cô bé. Hết phim. Tôi Quản Quại xin chào và hẹn gặp lại.